Đây là những sản phẩm nghi hay bày đẹp nha các bác. Rồi em xin chào tất cả các bác nha. Đang xem video, em giới thiệu con QRX 3500. Nói về dòng QRX, các bác sẽ thấy được cái ngôn ngữ thiết kế của nó là rất là to và hầm hố. Em này phân khúc trên 10 triệu nha các bác, trên 10 triệu. Đây là những con lê tuyển hàng đẹp long lanh để về phục vụ các bác nghi hay bày đẹp. Em này về cái size thì bề ngang như thế này là 53cm và cao là 19cm nha các bác. Hậu thì như những con ly khác thôi, chữ bề rộng bề dài như thế này để các bác bố trí này, nó 53cm còn cao là 19 nha. Em này chơi 4 cầu loa, nó là dòng âm ly đài, nó ở thị trường Mỹ nha các bác. Em nó sử dụng 4 cầu điện, hiện tại thì từ Mỹ về nó sử dụng điện 120V. Các bác có thể chuyển cầu qua 100V hoặc là 220. Nếu các bác nào có 220 thì mình sử dụng 220 cho nó tiện để khỏi bị kém nhầm. Đấy. Và giá con ly này là hồi sáng về em báo 12 triệu. Trong đợt này thì em sẽ bớt cho các bác là 300 ngàn, còn 11 triệu 700 ngàn. Với giá này các bác sở hữu một con QRX 3500 với công suất lớn và có một ngoại hình rất là bắt mắt, trưng bày chơi được những dòng loa cổ như là Mỹ, Nhật, Ribe, Pioneer 88A, 99A và những dòng loa của Sansui v.v. Nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nghe đánh cối Akai thì rất là tuyệt vời. Nếu các bác nào mà có Akai để trên con lên này nữa là một tuyệt tác luôn nha. Hay là chỉnh bass chép v.v. cũng có lo nét hết đầy đủ cho các bác nha. Volume tổng ba lăng cho hai kênh, chuyển chế độ AX1, AX2 v.v. Đây, mời các bác xem ngoại hình em nói nha, hay những con tiếng đẹp long lanh cho các bác nha. Giá 11 triệu 700 ngàn nha các bác. Máy rất là đẹp luôn. Về hình thức của bộ nó thì vuông thành xét cạnh thế nha. Phía trên đây là cái phần tản nhiệt nha các bác, tản nhiệt. Rồi em nó chạy sò xét nha các bác. Rồi sau đây em que phía sau cũng như là rút điện để cho nó tiện thao tác, em que để gửi đến các bác. Các bác ở xa thì khi chưa việc gọi điện cho em hoặc là cần đầu mua thì các bác có thể cọc tiền. Đấy. Hoặc là chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 vân vân, 200-300 gì đấy thì để gửi đến các bác. Cà phê, cà pháo vân vân. Vâng, và đây là phía sau của em nói nha các bác. Con này chạy có hai cầu loa nha các bác, AB A cộng B thôi nha. Đây là muốn chuyển điện chúng ta mở cái logo này ra, trong bên trong nó sẽ là cái chuyển điện nha. Đây các bác có thể cảm nhận được cái độ đẹp của sản phẩm luôn. Đấy. Series nó là 0023 này các bác. Đây là những cổng kết nối nha. Đây. Đây nguồn. Vâng. Đây là phần tản nhiệt của công suất này. Rồi, để không chờ lâu thì em cũng quay bên trong luôn cũng như mọi video khác. Vâng, và đây là bên trong của con Omly, mời các bác xem luôn nha. Đây là hai phần những cái phần reverb âm thanh, phần nguồn. Đối với những dòng QRX thì chúng ta xem công suất chủ yếu nó nằm phía dưới thôi nha. Còn phía trên thì những cái phần đơn giản thôi, đa số là nằm phía dưới con ly hết. Hay là phần bảo vệ cũng như là cầu chì nằm hết trên này luôn. Vâng, cũng như em đã nói là những con QRX thì chủ yếu nó nằm hết phía dưới cho các bác. Đây các bác thấy chưa? Đây là phần rề, những cái chân phần rề này, đẹp chưa? Rồi liền. Và các bác thấy 8 con sò xét nét đỏ đen, chắc giá chưa? Đấy, 4 con đỏ 4 con đen sò nét cho bác, sò ly nhau là nghĩa là con nghịch, con đảo, nghịch đảo đấy. Sò nét này các bác đã 8 con nguyên bản của máy hết nha các bác. Tại vì những con này là máy từ bên nước ngoài về thì các bác yên tâm về những cái độ zin, về độ em tuyển hàng rất kỹ lưỡng, đưa đến cho các bác là những cái sản phẩm nó tốt nhất, đẹp nhất theo tiêu chuẩn và tiêu chí của tuyển hàng của bên em. Thì các bác là yêu thích con QRX 3500 với giá cực kỳ là hợp lý, nghi hay bày đẹp và có một con ly khỏe chạy 8 sổ sách như thế này với giá là 11 triệu 700 ngàn. Thì liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên, em gửi hàng và giao hàng tận nơi cho các bác.